Tại sao mà khi mà ghép một chậu lan mà mình em sẽ lựa một cây lan mà nó chậu 12 mà nó vừa tầm cỡ như vậy em ghép? À, thường thường á, là nhiều người đặt câu hỏi tại sao mà mình không ghép một cái chậu gọi là cao 1m, 2m để là ghép. Chào cả nhà nha. Thì hôm nay theo lại yêu cầu của cũng nhiều người thì hôm nay em sẽ ghép một cây lan, chậu lan để gọi là mình chăm để cho Tết chơi á. Thì trước tiên nhất thì mình sẽ chọn một cái chậu, thì cái đó là điều đương nhiên, hiển nhiên ai cũng biết. Thì cái em đang nói ở đây là một cây lan, nếu mà mình ghép á thì không phải là mình lấy một cây lan mình đặt vô nó vậy là nó là xong không. Nó có rất là nhiều cái yếu tố. Thứ nhất á, mình sẽ coi cái hướng của cây đi, hoặc là cái cây bản thân của nó mọc như thế nào. Giống như những mà gọi là nghệ nhân mà chưa kiện á, thì người ta sẽ biết được cái thế của cái cây và cái dáng của cây, người ta phải chọn được cái chậu để đặt nó nằm ngã nghiêng thì như kiểu gì đặng cho nó ra cái thế cái cây nó đẹp. Còn cây lan mình cũng vậy, chứ không phải là mình bê một cái cục về ỉnh lên rồi xong. Thì trồng một thời gian nó sẽ biết được là nó khác biệt chỗ mà người ta biết cách để người ta để cây như thế nào. Đó là một cái quan trọng. Chứ còn mình mua cây lan về than dục vô, cây dục vô rồi xong. Đó. Trồng cũng được. Nhưng mà nói để gọi là đẹp và là gọi là mình nghệ thuật á, thì nó khác nhau. Cái chỗ nhiều nhiều lắm. Từ một cách để móc nữa. Thí dụ như đơn giản cái móc á, thì mình phải bẻ cho nó cái hướng, ba cái hướng ra, đúng không? Đặng cho nó đều cái móc. Rồi thứ hai nữa là mình bẻ móc, lưu ý nhất, ai cũng bị đang vướng phải nhất là cái vấn đề biết gì không? Đây là mình để mình nói cho hiểu. Đó, vướng phải nhất á, nhiều lúc á, để vô cái móc á, không đều cái chậu là thứ nhất. Thứ hai nữa, nhiều người bị lắm á. Thí dụ như mình bẻ chặt móc à, đó, nhiều khi bẻ vậy nè, bẻ về xong. Bẻ về cái bỏ à. Ở vườn đây mình cũng bị nhiều, nhiều nhân viên bị mà gặp ngay cả bà xã cũng bị hay tình trạng đó lắm. Đó, móc thì mình chia ra như thế nào, hoặc là mình muốn á, cần thì mình xách nó lên dưới. Đó, cân cho nó đều. Nó đều chưa, chia đều chưa, nhiều khi nó không có, mình không để đều á, mình để nó chỉ chừng chịt cho leo miếng thôi à. Nó dưới cái móc hoài luôn. Nó bắt đầu á, lên cái cây bắt đầu nó nghiêng qua bên vậy nè. Đó, đó là một cũng là một cái sai lầm đó nha. Đó, mình để lên đều đàng hoàng đó không? Bẻ nó vô. Đó, nhiều người bẻ vậy nè. Đó, nó bẻ vậy á, biết sao không? Nhiều người phụ nữ yếu rồi bẻ quặp qua cái dính rồi thật ra. Nhưng mà nhiều cái mình treo cây nặng nó vẫn quát nha. Cái thứ hai nữa là đi nó vướng. Thậm chí treo ở trên mà đi mà đụng cái mặt cái vô đây là coi như là nó móc luôn. Đó, bẻ cúp vô. Thấy chưa? Bẻ cúp nó vô vậy nè. Xong là nó không có bị tình trạng mà nó vướng víu gì ở đây hết á. Nhiều người bẻ là miếng bẻ tới đó là thôi à. Đó, còn vấn đề nữa. Cái chậu như thế này á thì mình không thể nào bỏ vỏ thông vô nó dính được hết á. Bắt buộc mình phải lót. Thì trên thị trường nó có lưới đồ bán sẵn, còn mình thì vườn lan thì lưới này dư nhiều lắm. Bắt đầu mình tái chế thôi à. Cắt ra mình lót vô. Tại vì lót chủ yếu mục đích của nó là gì? Là nó giữ cái giá thể mình nó không rơi ra ngoài thôi à, chứ không có cái gì hết. Đó. Lót lưới này nó cũng là khi mà mình lót lưới á, nếu mà mình xe hết vậy là nó tuột hoài bực mình lắm. Đó. Cái cắt cộng đồng vậy nè, bẻ máu nó vô vậy nè.
tí nữa mình gỡ ra mình xài tiếp cái chỗ khác chứ không gì hết á. Đó, cho nó vô về đi, cố định định vị lại. Đó là nó ôm vô cái chậu, thấy không? Một lát cắt cái dưới đây đặt cái nữa xong. Đúng rồi, nó không lọt vô thông với hai nữa, nó giữ được cái giá thể mình, vì khi mình bỏ vô nó không có rớt ra ngoài. Rồi nhiều khi cái vườn mà chỗ thông thoáng nắng quá gió quá nó giữ độ ẩm cũng được. Rồi sau khi mà đã mình lót ổ cho nó rồi đó, không nhảy vô cho gà vô nó đẻ thôi à. Đó, này bỏ rơm vô là nó đẻ được rồi đó, mình lót về xong rồi đúng không đó. Thấy gọn gàng không đó, mình phải cột cái đồng này không cần quéo lại, chỉ cần mình cứ cột vô quấu qua một cái thôi, đặng tí nữa mình tháo mình có thể là mình tới sử dụng lại những cái chậu khác khi mà mình trồng giá thể rồi á, có cố định rồi đó. Thấy không, thì bắt đầu mình trồng thường là mình phải độ mót vô đặng cho nó bớt cái gọi là giá thể nó độ ẩm nó cao quá bớt vô. Thứ hai nữa là nó đỡ hao gió thông đó, bỏ mót vô. Cái mót này thì dễ kiếm mà, ra chợ ha, đâu quá người ta bỏ rất là nhiều. Mình thậm chí lúc trước ở chợ tối ngày đi ra ngoài đống rác kiếm, còn không có phải đi mua, rất là mắc. Tại vì mua mà tấm mót mà mới nó mắc lắm. Còn này mót này là những cái mót mà đóng hàng chai mô Thái về mình giữ lại. Đó, còn không thì mình kê cái gì lên cũng được. Đó, sau khi mà mình đã bỏ một cái phần mót thôi, không nhận nhiều. Thấy không? Vậy á là mình ở dưới đây á, mình đã mình trồng mà giấu mót rồi á, dưới đây á mình đã che lưới rồi, không ai thấy mót á. Còn nhiều chỗ trồng để lên về để mót lên nhìn dưới là mấy cục mót lồi xuống dưới nhìn nó cũng không có thẩm mỹ. Rồi. Rồi cái vấn đề nữa. Ở đây mình đang nói là vấn đề đây nằm ở chỗ này nè. Thường thì mấy cái cây mình chuẩn bị ghép á là mình cũng phải cắt bỏ rễ hết rồi đúng không, mình mới tuốt chậu được chứ mình không thể nào để được hết. Cái rễ này đưa vô á thì khi ghép á nó cũng dập mà nó cũng hư hà. Đó, mình tỉa cho nó gọn gọn đi rồi mình vệ sinh cho nó cái đã. Cái lô này là cái lô cây này là cây hổ mang. Hổ mang mà gọi là làm chớp á thì nó cũng sổ ra được tỷ lệ nó cũng khá cao á. Này là mô là bữa bên Thái làm mà nhập kỳ đó được có 200 cây về ha. 200 cây mà nó sổ gần được 10 cây. Như là cũng đang chờ nó sổ thêm. Giờ là tỷ lệ nhiêu không biết. Cho nó xuống bớt đi. Em là chịu, nói chung em làm chịu bài lắm. Bài nhiều lúc bài xong giờ bỏ đó. Rồi cái vấn đề mình đang nói ở đây á là cái cây lan khi mà mình mua ở cửa hàng hoặc là ở vườn mình trồng ra ha, thì mình phải lựa cây lan như thế nào. Thứ nhất khi mà mình ghép chậu á, thường nhất là người ta hay lựa bụi lùm.
Thì bụi lùm á thì nó sẽ nhảy hai hướng ba hướng nhưng mà cây nó sẽ không cao. Còn nếu mà mình lựa mà gọi là ghép để chơi, gọi là làm bông tết á, thì những cây mà đứng đọt như vậy nè, có thể mình ghép vô chơi tết được ha. Đây em lựa cây đứng đọt không à. Đó thì giờ tới đó thì ghép vô mình chăm ra rễ đàng hoàng, cái mình kích cái nào nó ra bông là đạt để mình chơi tết. Còn cái vấn đề á, nhiều người mua một cái cây lan lùm như thế này nè, đó nó lùm, nó nhỏ gì chứ không có cao, tại vì nó nhảy con nhiều thì nó nuôi nó sẽ chậm hơn người ta thôi. Nó đơn một hướng nó đi á thì bao nhiêu nguồn lực nó đẩy đi nuôi cây con. Còn đây nó nuôi nhiều thân thì nó sẽ chậm lên cao hơn người ta. Chậm cao không phải là nghĩa không phải lớn, nhưng mà nó sẽ từ từ. Ý em đang nói ở đây á là cái chậu này mình ghép vô một cái chậu này á thì phải biết được cái hướng. Bây giờ nó nhảy như vậy mà mình ghép ba cây chụm lại á thì nửa cái hướng của nó sẽ chồng với nhau, nó lấn với nhau. Nó tạo ra một cái gọi là nó bít cái gốc và nó leo qua hết thì nó sẽ thúi. Và cây của nó là nó không đi ra mà nó chỉ đi vô không. Nó vừa đồng thời một hướng đi ra một hướng đi vô, bắt đầu nó vô nó leo nó gọi là nó giẫm đạp nhau để nó sinh tồn mà. Thì cái đó thì mình trồng thì thời gian nếu mà để ngoài mưa thì chắc chắn nó sẽ thúi. Và nó không có đẹp nữa, nó sẽ từ từ nó sẽ rụi, tại vì cái mắt ngủ của nó đã bị che rồi. Cho nên á khi mà mình ghép á thì mình sẽ lựa một, thí dụ như mình ghép một cây hoặc hai cây. Còn ba cây á là mình lựa phải hướng, cái hướng cây con của nó là hướng này nó không có nữa. Đã mình ghép chụm lên vậy nè, là ba hướng, đúng không? Nhiều người biết cái hướng ghép vậy là thua. Đó, giờ em rút ra đây ha, em rút ra thì em làm cho, chứ giờ để về nhiều khi không hiểu nữa. Em thường em giật không mà bây giờ vô đây em cắt chứ. Em nói không thương qua tiếng ngọc thôi. Tại cái chậu này nó cũng không có đáng nhiều tiền á, mà mình trồng vậy nó cũng mục hết rồi. Chậu này thì hồi đó một cái chậu á là làm chất lượng, xài được 2-3 năm, tái chế là mình xài lại được. Nhưng mà bây giờ xài, tại sao mà nhà vườn chọn một cái chậu mà gọi là trồng một năm năm mấy là bỏ. Hồi đó là xài 3 năm không hư, chất lượng của nó giá thành nó cao hơn gấp đôi, tại sao mình không xài lại? Nhiều nhà vườn hồi đó là hay bị cái tình trạng xài lại, đặt chậu cho nó cao cấp, mà ngay ngã người bán chậu cũng vậy, không hiểu được nguyên lý. Tại cây lan này bán đi mình xuất đi, tới người ta xài lại là cũng không được. Biết tại sao? Khi mà nấm bệnh nó nằm ở trong cái chậu nè, thứ nhất, thứ hai nữa con nhện đỏ, bọ trĩ nó đã nằm trong chậu. Khi mình rút ra mình không vệ sinh, mà mình nếu mà vệ sinh phải rửa ngâm tẩy. Thái Lan nó có một cái máy bự lắm, cái bồn nó rất lớn, nó có cái máy đó, bắt đầu nó quay nó trộn, nó bỏ quá chất vô bắt đầu nó quay tối ngày vậy đó, nó rửa. Còn mình xài xong mình dục, tội dạ gì mình đi mua, mình đi tái chế lại, mình rửa mất công tốn vừa tốn công tốn này kia mà ha, bệnh nữa. Khi tháo ra nè, đó những cái này nè là nhiều khi nhện đỏ nấm bệnh nó nằm đây thì mình không thể xài được. Cho nên nhiều người bán lan hỏi kêu lấy vút chậu ra để xài lại, em đem không xài chậu lại anh chị ơi, thiệt tình luôn. Mình xài lại thì với điều kiện mình phải rửa, vệ sinh ra nó. Chứ còn cũng tận dụng thì tận dụng, nó đâu có, không có đáng bao nhiêu. Bây giờ cái chậu mới giờ có mấy trăm đồng hả. Rồi, đó là ba cây lan. Thì anh nếu mà mình ghép, mà gọi là ghép để giấu vết tích luôn, giống như một gốc á, thì nó rất là đơn giản. Thì có thể là mình lấy cái con dao á, mình cắt sát cái gốc dừa này nè, cắt sát luôn, thì khi ba cái cụm lại thì nó giống như một gốc, nó đi ra ba hướng, nó cũng giống như một chậu vậy.
Đó, còn nếu mà mình sợ, mình muốn bình thường thì mình ghép nó ra vậy thì nó sẽ chia vậy nè. Đó, vô cây lan nó sẽ chia ba góc ba nơi, thì nhìn nó hơi bị gọi là hơi bị xa, với lại nó chiếm diện tích của cái chậu đây. Giống như về mình để đặt vô chậu vậy đúng không? Đó, thường nhất là người ta ghép, vậy nè, nó ba cái nè. Mình đâu thể nào mà mình dùng cái chậu bự hơn được, tại vì cái chậu bự hơn thì nhìn nó không tương xứng. Đó. Thì bây giờ cái thằng này, cái con nó ra nó sẽ gần thằng chậu rồi. Nó sẽ leo ra ngoài. Cho nên mình muốn tí chiếm diện tích lại mà gọn lại nữa thì mình sẽ cắt. Đây em sẽ chỉ cho cắt. Mình sẽ cắt nha đây. Đó. Đúng rồi, cắt cái phần sau này, cái phần đó là không xài. Đừng có cắt vô cây. Còn nếu mà ai mà những nhà, những ở vườn nhà mà nó có những cái gốc già mà nó bị rụng hết lá rồi, mình muốn ghép lại á, thì có thể mình tách âm cái phần già mình bỏ ra. Bắt đầu mình đưa vô. Ừ. Thì cây lan nó sẽ đẹp hơn. Đó, còn cái này thì mình vệ sinh đó. Mới chôm của bả nè, dao cắt trái cây của bả nè. Tí bà quýnh. Giờ tùy theo khi mình đặt vô á, nó vướng chỗ nào nữa thì mình sẽ gọt thêm. Ê xin lỗi. Đây, vô. Và đặt như đây trước đi. Mình không sợ nó đứt rễ đâu nha. Tại vì cái phần trước này nè, nó đã có rễ nó ăn vô đây rồi, cây nó sẽ phát triển lại chứ không có gì hết á. Đừng có sợ. Mình sợ là mình không thể nào mình làm được hết á. Rồi, tạm thời là nó nói như vậy đi ha. Rồi, bắt đầu mình đưa vô nè. Đó. Nó giống một cây không? Đúng không? Ghép vô vậy nó giống một cây không? Thì ở trong đây những cái con này á, nó sẽ ít nhảy con. Nó ít nhảy kỳ á. Tại vì nó đã nuôi những cái thằng này nó đi ra rồi. Thằng này nó sẽ phát triển ra tại vì nó đang đi một hướng. Trừ khi mình tách âm nó là nó mới gọi là nhảy ra rùm lùm. Đó, thì bây giờ nó đã sát vô rồi đúng không? Nè, đó. Cho nó định vị vô thì đó, để cho nằm im thử coi. Cái gì mà... Rồi, té luôn. À, sao không lấy kẹp ta? Cái này là mới chỉ gọi là để đặt vô thử thôi, chứ không phải là trồng. Trồng là mình phải cố định lại trước cái thả mình mới trồng, hiểu không? Đó, này chỉ là mình mới để vô đặng cho mình sẽ xem thử cái gốc cây như thế nào. Đó. Đúc vô này nè. Hướng. Đó. Đều không? Rất ôm, rất sát. Nó giống như một cái chậu mà gọi là chậu 16 mà lùm á. Thì từ đây nó mới tản ra là ba hướng. Ba hướng nó đi ba hướng, ba bên. Thì cái cây em nó phát triển là coi như là nó ra nó không bị chồng chéo lẫn nhau. Đó, bây giờ bắt đầu mình trồng. Thì khi mà mình trồng á thì mình sẽ đôn cái gốc của nó, cái gốc cây của nó lên làm sao cho nó bằng, gọi là nó gần bằng thằng này. Đúng rồi, cái mặt kia này nè, khi mà mình lát mình bỏ giá thể lên nó đẹp. Và nó không bị chôn lấp. Tại nhiều người hay cái tình trạng mà gọi là trồng cái chậu nó nằm ở dưới lấp cái lên. Trồng như trồng cây
bonsai vậy là chết cây lan luôn, nó lắp mắt ngủ rồi, rồi làm sao nó lên. Rồi bắt đầu đưa vô thì mình phải sắp lại. Cái công đoạn này thì nói chung là phải có hai người rinh, một người rịnh. Thì bây giờ mình bắt đầu mình tiến hành bỏ vô thông, mà có vô thông mà là thường á là mình trồng cái này mình bỏ vô thông bự vậy thôi, một lát lớp sau mình bỏ nó nhỏ nhỏ. Cái này vỏ thông này là tập tùm lum này là do vỏ thông cũ á, em tái chế lại, xử lý lại, ngâm thuốc, ngâm đồ lại hết rồi. Bắt đầu mình xài lại. Thì giờ mình cũng xóc xóc cho cái lớn nó dưới. Sao mình để vỏ thông bự dưới? Vỏ thông bự đặng cho nó thoáng. Đúng rồi, nó thoáng. Tại vì cây lan mình trồng lâu năm á là mình sợ, mình cần phải độ thông thoáng của cây lan. Nếu mà mình trồng mà vỏ thông nhuyễn quá, nó sẽ bị gọi là ẩm quá, nó lạnh rễ. Nó lạnh rễ nó cũng không phát triển nha. Cho nên nhiều người mà gọi là hay cái tình trạng gọi là muốn một cây lan mà gọi là như giống như vậy đi. Có 3 cây họ đòi ghép cái chậu 6 tấc. Trồng tôi nói từ từ lớn lên, tôi nói trời ơi. Trồng vậy sao chậm. Còn họ kêu một hai mình kêu mình trồng giùm, tôi nói làm nó sai quy tắc. Tại vì nếu mình muốn sang thêm một cái lần chậu nữa thì mình trồng như vậy. Trải qua ví dụ như năm năm mấy gì á, nó bắt đầu nó đầy vào cái chậu này. Bắt đầu mình sang chậu nó rất là dễ. Thì bê nguyên cái chậu này bỏ vô luôn. Đừng có sổ nó ra. Ví dụ như á nó có lòi lên những vậy nè, thì mình có thể là mình lấy cái máy cầm tay cắt cây á, lấy cái lưỡi mà gọi là lưỡi cắt sắt á, hoặc là lấy cái lưỡi mà bằng sòn á, mình cắt cái lớp cây mình bỏ. Đúng rồi, đặt xuống là không ai biết có cái chậu dưới. Nhưng mà nó cũng là cây thôi chứ nó không có là gì hết. Còn thí dụ như cái giá thể mà lâu năm mình cần thay á, thì có thể mình lấy rồi mình cắt bỏ luôn, mình thay mình sang cái chậu mới. Nhưng mà cái đó là phải có cách để bảo quản, chứ không á, mình động tới nó nhiều quá là nó thúi á. Tại chậu lớn mà mình làm mà không biết cách là thúi. Ép kìa không? Mình cái nào cũng vậy, vừa thôi, để dính lên ép ghê quá. Vừa thôi, thí dụ như ghép cũng vừa nó, vừa tầm cái cây mình nhìn nó đơn điệu và ở nhìn nó hòa hợp với nhau. Chứ đừng có để mà bự quá, nhìn nó khô, nhìn nó không có đẹp. Mà chờ tới mà nó đẹp rồi, cái cây lan nó cũng giá thể nó cũng hư rồi, bắt buộc mình thay rồi. Bởi vậy thành ra nó tính già da non á. Đó, bắt đầu mình có thể là mình rải một cái lớp vỏ thông mỏng mỏng lên đây nè. Này là vỏ thông tái chế. Rắc rắc như rắc muối vậy nữa. Đó không? Ai mà thánh rắc rắc muối á. Rồi. Đó. Rồi bắt đầu á. Vậy là xong rồi đúng không? Thật ra về nó xong rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái gì biết không? Cái cố định nó lại. Chứ tại nếu mà mình trồng như vậy á thì được rồi á. Nhưng mà đừng có gió nha, gió vô là nó bứng cái gốc bay à. Đó, cho nên là mình phải cột cố định nó lại. Cho nên tại sao hồi nãy em hỏi anh á, sao không cột trước? Cột trước á thì nó đâu có biết như thế nào, mình cột lát cái bắt đầu phải móc nó lên.
rồi sửa lại nó cực lắm. Đó, cho nên xong rồi mình mới cột. Cột cây lan phải biết cách cột nữa. Cột gịch qua gịch lại, gịch làm sao mà để cho nó không tổn thương cái cây và nó cố định được cái cây á. Thì cái cột này á, thì nó được, thí dụ như nó ra rễ đàng hoàng, bắt đầu mình bỏ nó ra, chứ mình không có để ra được. Mình để nhiều khi quên á, bắt đầu nó ra cái con, nó bắt đầu nó vướng cọng kẽm nè. Nó thụng, nó quắn như là... như gì em không biết luôn á. Như gì ta? À, nó quắn giống gì? Ai nghĩ bậy gì dáng chịu nha, em nói. Nó quắn giống tóc quăn. Nó lên bắt đầu mình cột, đó thấy không? Cột như vậy nó đã cứng rồi. Nó chịu một bên đây rồi. Đúng không? Rồi nếu mà muốn cứng nữa, cột hai hướng nữa. Mình lấy dây cột bình thường cũng được. Cái này là dây này không phải dây đồng nha. Dây này dây nhôm. Mà dây nhôm này mua không có tốn tiền nhiêu á. Đi ra ngoài mấy cái tiệm mà nó sửa motor á. Ra mà nhớ nói khéo khéo nữa. Chứ đừng nói ra anh ơi anh có dây nhôm bán cho em không. Cái nó chửi à. Nó nói nhà tiệm em toàn là quấn dây đồng mà anh ơi em không có xài dây nhôm. Nói về nhôm nó nói là tao quấn về nhôm là hàng không chất lượng phải không. Đó nhiều người nó vô chứ thiệt ra vô trong á nó để bao vậy á. Mà không phải nó là quấn dây đó nhưng mà do cái motor của khách trái á là xài dây nhôm rồi thành ra cắt ra có thôi nè. Cái này nó cháy nè, đúng rồi, nó cắt ra nó bỏ. Chứ còn tiệm thì nói bậy nó quýnh em chết luôn. Tiệm người ta kêu quấn gì thì người ta quấn cái đó, đúng không? Ta tư vấn trước, tôi quấn dây nhôm thì thì anh tôi quấn nhôm, còn nếu mà dây đồng thì phải đúng của đồng. Tại vì mua tưa dây đồng với dây nhôm nó khác xa lắm. Nhìn nó ghê, chằng chịt ghê, nhưng mà nó cứng. Thật ra em kẹp cái móc này nó cũng cứng rồi. Nhưng mà mấy chậu này nó nhỏ, có cây những cây á. Nó cao tới 1 mét mấy. Bự lắm. Thì không thể nào mà mình cứ quắp vô đó được. Mình phải bắt buộc phải cột kiểu như em vậy nè. Nhưng mà cột cọng dây á. Cột chằng qua được vào gịch lại. Giờ thời gian ví dụ như 10 bữa nửa tháng gì đó, khi mà mình sử dụng thuốc kích rễ hay là xài phân bón từ từ cũng được, nó cũng ra hả. Thậm chí 3-4 bữa là tháo ra rồi. Biết tại sao không? Nó thúi á. Nhiều khi nó động gốc vậy nè. Rồi bắt đầu mình... Nói chứ khi mà ghép rồi á, tránh tình trạng thúi á, là mình phải cắt nước nha. Cắt nước treo trong khô mà mấy bữa, 2-3 ngày gì đó bắt đầu mình tưới. Chứ đừng có để ra mà sợ nó teo tớp là mình tưới liền là nó thúi dễ lắm á. Nhiều vườn lan bị lắm. Em là em cũng bị. Mua về khi sang chậu thiết kế, mua lần mấy trăm chậu về. Bây giờ để trong nhà đâu có đổ chỗ để. Sang là mấy trăm chậu để ngoài vườn, nói chung là vườn nào cũng phải bị sang chậu rồi nó phải rớt. Cứ ngày 2-3 chậu, ngày 2-3 chậu, ai nói vườn lan không thúi. Tại vì đâu thể nào mà bỏ trong mát mà mấy trăm chậu trong nhà chỗ đồ để. Đó, bắt buộc. Thì nào thúi, ghép 2 cây, 3 cây, thúi 1 cây, gỡ ra, kiếm cái khác đắp vô. Đó, nó vậy thôi. Đó, này thì nó này đúng không, sát vô một chút nữa. Nhớ nha, cột rồi á thì nhiều người kỹ lắm, sợ tổn thương cây rồi cột bằng cái kĩa. Còn em mà thôi, em cứ cột dây này cho nó tiện. Nhiều khi lót nữa, cây quý cây mắc tiền á thì kỹ lắm. Còn cây dendro này có nhiêu tiền đâu, em cứ chơi thí.
Rồi, đây là chậu lan, đây thành phẩm đó. Cái quan trọng nhất là khi mà cái giá thể á, mình trồng xong rồi đúng không, là nó ngang bằng với nhau. Còn những cái dây này có thể là mình lấy kéo mình dạt bớt cũng được, mà mình để cũng không ảnh hưởng gì. Còn mấy cái này thì mình tháo ra, tại cái này em bỏ chưa có hết á, bỏ lắp lên qua cái lưới cũng được nữa. Em muốn đẹp thẩm mỹ lắp luôn cái lưới, tháo ra lát mình trồng cái khác. Đó, Hà tiện mà. Này chỉ cần đút vô ngoái bẹp bóp lại thôi à, này giật cái ra đó. Rồi, rất tiện. Nhìn thấy không? Toàn là dây không. Rồi, đó là một cách ha. Còn cái nữa rồi, cái đó là cách để mình ghép ba chậu là một chậu. Có khi là mình làm chậu để bán á, thì có thể là mình làm một chậu cũng được, với điều kiện á là mình sẽ tách âm. Tách âm thì nó sẽ lâu phát triển hơn cái gọi là ba chậu mình ghép lại. Mình đó là mình chơi mình bán liền. Còn tách âm, tại vì tách âm cái con sẽ lớn từ từ, thành ra mình trồng lâu năm mình tách ra thì nó vẫn lụm bụi giống như mình ghép, không có gì hết. Có lẽ clip sau em sẽ làm một cái clip mà em sang chậu em tách âm rồi sẽ ra cây như thế nào để mọi người đánh giá được hai bên ha. Còn cái vấn đề nữa là mình đã tiện, nếu mà mình cái chậu 16 người ta đã tiện chọn cho mình là hai hướng rồi, cây con rất nhiều nè, thấy không? Đó, cây con này một hướng, hai hướng, ba hướng này. Bên đây là hướng thứ tư nằm ở đây. Đó, thì những cái thằng này nó vẫn ra nữa, cái thằng này nó đang ra hướng con nữa nè. Mà thường nhất á, những cái bụi lùm như vậy thì trồng nó sẽ, cây con nó sẽ trồng chéo nhau. Thật ra nó sẽ trồng nhau, nó sẽ leo. Hiện tại bây giờ nó đang có hiện tượng đang leo qua rồi nè, nó leo vô rồi đó, nó leo vô rồi. Thì mình giờ mình muốn á, thì mình có thể dứt cái thằng đuôi đó ra, cái hướng leo á, để tránh tình trạng khi mà mình trồng nhiều vô mà để mình làm chậu thiết kế đẹp á, thì nó sẽ không đẹp và nó sẽ không có tuổi thọ được lâu. Còn nếu mà trồng bán thì người ta không có chú trọng vấn đề đó, tại vì bán ra bông là mình bán thôi. Còn để là mình làm một cái chậu tác phẩm á, thì nó mình phải chăm bẩm nó nhiều lắm. Ở đây cũng vậy, ở đây thì nó cũng đang ra hai ba hướng, đầu hướng sau nó cũng ra nè. Thì mình ghép cái này lại không thể, cái này thì mình không thể nào mình ghép được ba chậu vô một chậu được. Có thể á, mình trồng, có những người người ta trồng một cái chậu bự thì người ta trồng một bên đây một bên, đây một chậu một bên nó cách ra riêng. Thì nữa cái thằng đuôi này nó vẫn nhảy ngược vô, thằng này vẫn ngược vô, nhưng mà nó vẫn trồng lấn với nhau. À, nó vẫn trồng lấn với nhau. À, có thể là mình ghép hai hướng này lại cũng được nè, hai hướng này hướng đang lép nè, với bên đây lép nhau, thì mình ghép lại nhau thì nó thành một cái chậu này rất là bự rồi. Đó, tại vì cái video nó cũng hơi dài thì em cũng không thực hiện mà gọi là để ghép lại cho mọi người. Thì em sẽ nói những cái chú trọng để cho mình biết nên ghép như thế nào để cho nó tiện. Ví dụ như cái chậu mà đã lụp bụi gì thì có thể là mình xài một mình nó thôi cũng được. Hoặc là ghép nó có thể là mình tách cái phần đuôi mà gọi là cái con mà không cần thiết ra, có thể mình bỏ ra bớt một phần nó đang trồng lấn. Tại vì cái con này hồi đó em tách âm đúng không, rồi bắt đầu nó nhảy cái đuôi này, nó không có phải như cái đuôi bình thường, nó nhảy, con nó nhảy lộn xộn rồi. Thì cái phần này thì mình giật nó ra là nó đã thành một cái nè, khớm này nè. Đó, tay em để nè, cái khớm này là mình lấy ra nó là nguyên một cái con rồi, nguyên cái hướng khác, tại này ta tách từ đây ra rồi đó. Thành ra mình phải biết đường mình ghép như thế nào cho nó tiện. Chứ nhiều người cứ nghĩ là dồn 4-5 cây vô, nhưng mà trồng thì đẹp, thiệt đẹp luôn á. Nhưng mà được thời gian là khi mà cây nó ra bông, nó phát triển rồi, tới giai đoạn gọi là nó bất ổn là giai đoạn khi cây nó chéo chồng với nhau. Thì lúc đó là cây bắt đầu nó xuống, bắt đầu hỏi một câu, hỏi tại sao mà khi mà em trồng cây lan
chị trồng cái lan nó tốt quá cho tốt mà tới tự nhiên giờ nó lại bắt đầu đổ bệnh, thì đó là vấn đề. Khi cây lan mình phải chăm, mình biết cái hướng nó đi. Thậm chí những người mà như chơi mai đi, người ta uống tỉa từ một cái lá, một cái cành nhỏ, bắt từ một con sâu. Cây lan mình cũng vậy. Nếu mà mình muốn làm một chậu thiết kế đẹp mà tác phẩm, mà gọi là hàng giá trị á, thì mình cũng phải làm như vậy. Nhiều khi cái hướng cho con nó ra mà nó không đúng mình, có thể mình cắt bỏ luôn. Cứ làm cắt bỏ luôn, không cho ra hướng đó. Để nó la ra, bắt đầu nó nhảy vô ngược vô. Hoặc là nhiều khi cây lan á, nó bắt đầu nó ra, chỗ nó bị lép. Thì bắt buộc mình phải tách cái chỗ âm đó để cho nó nhảy cái hướng nó ra. Tại mắt ngủ luôn, lúc nào cây lan nó cũng phải ba bốn cái mắt ngủ nó đang chờ. Đó, thì nó dính liền một cái nhau thì nó là cây mẹ nó nuôi con. Nếu mà đã tách ra rồi thì nó thuộc về là gia đình riêng của nó. Thì nó bắt buộc nó phải đẻ ra một cây con để nó nuôi. Đó là sinh tồn nó là vậy. Cho nên mình làm sao mà để cho nó, khi mà mình trồng thời gian mà cây lan nó vẫn đẹp. Đó là cái gì? À, cần cù. Cần cù mình phải làm. Còn nhiều khi như em giờ nhiều việc, nhiều vườn quá, nhiều quá trời. Bây giờ em ngồi em làm từ cây nữa, không biết đời nào kiếp nào xong. Đó, thì mình sẽ hiểu được cái nguyên lý. Cách làm thì tùy theo mọi người thực hành. Thì nhiều vườn cũng nói chung là cũng không chú ý về vấn đề. Nhưng mà những người mà người ta chăm mà để chuyên làm tác phẩm bán, gọi là một cái chậu rất là mắc tiền. Tại vì người ta bỏ công sức tối ngày ở đó mà, thì cái chậu lan nó rất là đắt. Tại vì tâm huyết giờ cây họ rất là đẹp. Đẹp là do cái chăm họ xuyên á, chứ không phải là cái gì. À, sẵn đây em mới nói luôn, tại sao mà khi mà ghép một chậu lan mà mình, em sẽ lựa một cây lan mà nó chậu 12 mà nó vừa tầm cỡ như vậy em ghép. À, thường á, là nhiều người đặt câu hỏi tại sao mà mình không ghép một cái chậu gọi là cao 1m 2m để là ghép. Thì xin thưa, nếu mà giai đoạn từ đây mình ghép lên trên, mình nuôi ở đây á, khoảng 6-7 tháng sau thì nó sẽ cao 1m 2m rồi, và cây nó sẽ đẹp và nó sẽ bám được rễ và cây nó sẽ đều đẹp hơn. Khi mà mình lấy một cái chậu mà bự như cây 2-3 mét gì đó mình ghép vô, thứ nhất á là nó quá là to so với lại một cái chậu như thế này. Bắt buộc mình phải ghép cái chậu mà gọi là chậu 6 tấc, cái chậu mà chậu đá chậu gì đó, mình phải khoan bắt, nói chung là rất là nhiều, phải có dàn kẽm ngoài. Rồi thêm nữa, nếu mà mình ghép 2-3 cây lại á thì cột cố định rất nhiều, cái đó là rất là cực luôn. Cái đó là những người mà gọi là người ta cần để gọi là sang chậu qua bự á, thì người ta làm. Nếu mà mình làm vấn đề đó thì nên khuyên một cái, mình ghép cái chậu này trồng khoảng 6-7 tháng sau, bắt đầu giai đoạn 2 mình sang qua cái chậu bự hơn nữa, nó rất đẹp. Đó, từ giai đầu, tại vì mình tạo từ cái nhỏ, bây giờ mình lấy cục khác đập vô á thì không bao giờ nó ngay được cái gì hết. Tại vì lúc đó cái cây con của nó đã nhảy tùm lum hết rồi, nó đã chồng chéo với nhau, thậm chí nó sẽ đụng cái gốc này qua đụng cái kia, thì mình khó ghép, không bao giờ đẹp. Đó, đó là yếu tố tại sao em nói giai đoạn này là giai đoạn cây nó đang lực, giống như gái 18 vậy. Cứ còn kia anh cỡ em rồi. Thì đó là một vấn đề, thì cũng là cái suy nghĩ của em thôi. Thì mỗi người, thì ví dụ như mình muốn ghép chậu lớn vào mình chơi liền thì vẫn được, nhưng mà cái đó là mình để mình chơi. Còn để ghép mà gọi là mình nuôi lại thì giai đoạn này là ghép gọi là tốt nhất và phát triển rất là lớn, rất mạnh. Đó, giai đoạn này giai đoạn cây đang sung sức mà. Rồi, video thì hôm nay em cũng xin tạm dừng kết thúc tại đây. Thì chúc cả nhà nói chung là làm được những cái chậu tác phẩm đó, nhiều khi đẹp hơn vườn lan nữa, đẹp hơn những để mình có thể là mình đi ra những hội thi. Thì hội thi ở Sài Gòn mình rất là nhiều, mình tuyển chọn mà gọi là một cái chậu lan mà để đi thi á,
thì xác định là cái cây đó là phải xưa hoa, thân thụ phải đẹp. Đó, bắt đầu là mình đem vô mình trồng. Nhớ điều kiện là mình đừng trồng nhiều quá. Đừng có cố mà trồng 5-10 cây vô một cái chậu thì cây lan nó không đẹp. Thật sự mình nói một cái câu, đẹp là ví dụ mình trưng á, Tết được. Nhưng mà trồng lâu dài thời gian thì nó là không tốt. Nó là vậy. Nhiều khi một cái chậu mà ôm 3-4 người ôm hết, nhưng mà thật ra cái đó người ta đã chăm kỹ dữ lắm rồi. Mà để trong cái môi trường gọi là quen của người ta nữa. Còn mình trồng mà mình đem về mới, mình đem ra mưa gió là coi như là thúi liền á. Rồi xin chào mọi người nha.